Chiều ngày 24 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2023. Đồng chí Nguyễn Chí Tuệ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, ông Thái Quang Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2022 vừa chuyển sang trạng thái bình thường mới sau khoảng thời gian tập trung phòng chống đại dịch COVID-19 nên lượng án thụ lý tồn đọng còn nhiều. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cố gắng của tập thể lãnh đạo, thẩm phán, cán bộ công chức, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong công tác xét xử, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ luôn xác định công tác xét xử, giải quyết các loại án và nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm, tạo niềm tin của nhân dân vào cơ quan xét xử nói riêng, hệ thống chính trị nói chung. Công tác hòa giải đối thoại được chú trọng. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã tổ chức 17 phiên tòa trực tuyến, tổ chức 174 phiên tòa rút kinh nghiệm. Năm qua, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn, chất lượng công chức có chức danh tư pháp tiếp tục được nâng lên. Từ đó, công tác xét xử được tập trung chỉ đạo, một số loại án, tỷ lệ giải quyết của Tòa án Nhân dân hai cấp đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ về số lượng, tỷ lệ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác xét xử trong năm qua vẫn còn những hạn chế, thiếu sót. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ cho biết, mặc dù năm 2022 đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chánh án thông báo những công việc Tòa án Nhân dân tối cao sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tại hội nghị, một số tập thể cá nhân vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động, cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao do có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.